Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với video phân tích nhận định liên kèo của Bô Bóng Đá. UEFA Euro năm nay thì đang bước vào một cái giai đoạn cực kỳ là hay, cực kỳ là khốc liệt. Thì đã bắt đầu bước sang những cái loạt đấu tại vòng bảng thứ hai rồi. Thì tối và đêm ngày hôm nay sẽ diễn ra những cái trận đấu cực kỳ tâm điểm, cực kỳ đáng chú ý. Đó là cuộc đấu của những đội bóng như là Anh, Italy hay là Tây Ban Nha. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ lựa chọn hai cặp đấu này để phân tích nhận định cho anh em. Đầu tiên mình sẽ lựa chọn cặp đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đan Mạch. Trận đấu diễn ra tại bảng C vào lúc 23 giờ tối ngày hôm nay, ngày 20 tháng 6. Kết thúc lượt trận đầu tiên thì như anh em chúng ta đang thấy đây, lúc này thì trên bảng xếp hạng, đội tuyển Anh đang đứng đầu ở cái bảng đấu này. Sau khi lượt đấu đầu tiên họ đã có một cái chiến thắng theo mình đánh giá là khá là vất vả, khá là khó khăn trước Serbia với tỷ số là 1-0. Còn lại hai đội bóng phía sau đó chính là Đan Mạch và Slovenia. Thì trong trận đấu đầu tiên hai đội bóng này đã cầm chân nhau, thì mỗi đội đã có được một điểm. Thì ở cái bảng đấu này mình nhận định rằng đội tuyển Anh sẽ có cơ hội giành được tấm vé đi vào vòng knock out sớm nhất. Còn đội tuyển Đan Mạch sẽ là đội bóng cạnh tranh với Slovenia. Serbia thì mình thấy năm nay không có quá nhiều hy vọng. Đan Mạch ở trong cái trận đấu này sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà đối thủ là đội tuyển Anh, đội bóng mạnh nhất ở cái bảng đấu này. Thì nếu như họ có thể tạo nên một cái điều bất ngờ gì đó thì cơ hội sẽ đến với họ rất là lớn khi mà ở cái lượt đấu cuối họ chỉ phải đối đầu với Serbia thôi. Còn Slovenia trong cái trận đấu này họ sẽ đối đầu với Serbia. Thì Đan Mạch chắc chắn vẫn sẽ phải cố gắng hết mình để có được một cái kết quả thuận lợi nhất có thể. Ở trong cái trận đấu đầu tiên của khuôn khổ vòng bảng UEFA Euro năm nay thì chúng ta đang thấy được đội tuyển Đan Mạch đã hòa Slovenia với tỷ số đó là 1-1. Một trận đấu khá là đáng tiếc của đội tuyển Đan Mạch. Nếu như họ có được chiến thắng trong trận đấu đó thì mọi thứ ở cái bảng đấu này đã rất thuận lợi đối với họ rồi. Còn đối với đội tuyển Anh trong trận đấu đầu tiên đối đầu với đội tuyển Serbia thì trong cái trận đấu đó mình thấy một cái lối chơi thực sự là không nhiệt huyết, thực sự là không hết mình đến từ đội tuyển Anh sau khi họ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ khá sớm của Jude Bellingham. Thì gần như cả cái trận đấu ở cái phần phía sau đó họ chơi một cách cực kỳ là thong dong, cực kỳ là cợt nhả cho đối thủ của mình, họ không tấn công. Thì trong trận đấu này đối đầu với đội tuyển Đan Mạch, nếu như vẫn thể hiện một cái lối chơi như vậy thì rất có thể đội tuyển Anh sẽ phải trả giá và đội tuyển Anh sẽ phải thay đổi lại cái cách chơi của mình nếu như họ muốn có được một cái sự an toàn tại cái bảng đấu này. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi diễn ra vào tối ngày hôm nay xem là hai bên sẽ có những cái màn trình diễn như thế nào. Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội ấy, thì mới chỉ thống kê 7 trận đấu thôi, hai bên đối đầu với nhau khá là ít. Thì trong 7 trận đấu gần đây nhất ấy, thì đội tuyển Đan Mạch lại là đội có nhiều những cái chiến thắng hơn trước đội tuyển Anh. Đây, 7 trận đấu gần đây nhất thì đội tuyển Đan Mạch thắng thứ 3 trận này, hai bên hòa nhau 2 trận và đội tuyển Anh có được 2 chiến thắng. Tỷ lệ thắng của Đan Mạch là 42,9%, tỷ lệ thắng kèo của họ là 60%, khá là tốt. Tuy nhiên thì trong những cái trận đấu giữa hai đội bóng trong những cái năm gần đây ấy, thì tỷ lệ lỗ ra tài bàn thắng rất là thấp, chỉ là 20% thôi. Đây, 4 trận đấu liên tiếp phải xỉu, những cái trận đấu rất ít bàn thắng thôi. Thì đa phần là những cái trận đấu chỉ có tối đa 2 bàn thắng. Đây, trận hòa 1-1 gần đây nhất đó chính là trận đấu tại UEFA Euro 2020, trận đấu mà đội tuyển Anh đã hòa đội tuyển Đan Mạch với tỷ số là 1-1 ở trong hai hiệp chính. Rồi bước vào loạt penalty thì đội tuyển Anh đã vượt qua được Đan Mạch. Thì ở trong cái trận đấu này rất có thể một kịch bản sẽ là một kịch bản giống như những cái trận đấu trước đó, đó là một cái trận đấu ít bàn thắng, một trận cầu ít bàn thắng, giống như cái cách mà hai đội đã thể hiện trong quãng thời gian gần đây. Còn đối với đội tuyển Đan Mạch trong những cái trận đấu gần đây thì họ đang có những cái dấu hiệu tích cực hơn khi mà khi họ đã trải qua một cái chuỗi trận thua kèo rất là dài. 10 trận đấu gần đây tỷ lệ thắng kèo chỉ là 30% thôi, rất là thấp, trái lại với cái tỷ lệ thắng trận của họ đó là 80%. Thì đa phần những cái trận đấu mà họ thắng trận thế nhưng họ lại không thắng được kèo. Đây, những cái trận thua kèo châu Á liên tiếp mà anh em chúng ta đã phải chịu đựng. Còn hai trận đấu gần đây thì họ đã có những cái dấu hiệu khởi sắc trở lại. Trong trận đấu đối đầu với đội tuyển Na Uy hay là đội tuyển Thụy Điển thì đội tuyển Đan Mạch đều đã mang về chiến thắng kèo handicap cho anh em chúng ta. Thì nhìn chung đội tuyển Đan Mạch đang có những cái dấu hiệu quay trở lại gần đây. Còn đối với đội tuyển Anh trong cái trận đấu này thì chúng ta đang thấy được liên tiếp là những cái trận thua kèo châu Á. Trong cái trận đấu trước đối đầu với đội tuyển Serbia thì đội tuyển Anh chấp đối thủ lên tới 1-1. Thế nhưng mà họ chỉ thắng được 1-0 thôi thì chúng ta cũng không thể giành chiến thắng kèo châu Á. Trong cái trận đấu này thì họ chắc chắn cũng sẽ chấp Đan Mạch với một mức kèo khá là cao. Bởi vì Đan Mạch rõ ràng vẫn là đội bóng được đánh giá dưới cơ hoàn toàn so với đội tuyển Anh. Thì đội tuyển Anh chắc chắn vẫn sẽ chấp một cái mức kèo khá là cao. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi khi đi vào phân tích cái thị trường kèo xem rằng hai bên đang có
những cái tỷ lệ kèo chính ra làm sao trước khi trận đấu này diễn ra. Và bây giờ thì trước khi đi vào phân tích kèo thì chúng ta sẽ điểm qua những cái dấu ấn về mặt lực lượng đi. Hai bên thì không có bất kỳ một trường hợp nào gặp phải những cái chấn thương đáng tiếc cả. Về đội hình ra quân dự kiến thì chúng ta đang thấy được đây, bên phía đội tuyển Đan Mạch thì đội hình của họ vẫn giữ nguyên thì phải, vẫn là những cái tên đã tham dự cái trận đấu đầu tiên tại vòng bảng. Của đội tuyển Anh thì cũng vậy, vẫn là những cái tên đó. Trong khung thành của đội tuyển Đan Mạch sẽ là thủ thành Kasper Schmeichel này, bộ ba trung vệ Jannik Vestergaard, Andreas Christensen và Joachim Eriksen. Trên hàng tiền vệ sẽ là Victor Christensen, Pierre Emile Højbjerg, Christian Nørgaard và Joachim Meyer. Trên hàng tấn công sẽ là Christian Eriksen, Rasmus Højlund và Jonas Quinn. Còn nhìn sang bên phía đội hình của đội tuyển Anh, Jordan Pickford vẫn sẽ chiếm giữ khung thành của họ. Bộ tứ hậu vệ sẽ là Kyle Walker, Joe Stone, Mark Weahy và Kieran Trippier. Bộ đôi tiền vệ trung tâm trên Alexander Arnold và Daniel Wright. Trên hàng tấn công sẽ là Bukayo Saka, Jude Bellingham, Phil Foden và Harry Kane. Đó là những cái tên tốt nhất mà đội tuyển Anh đang sở hữu trong cái mùa giải Euro năm nay. Và họ đang có một cái phong độ rất là cao. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào một cái trận đấu hay, một trận đấu mà đội tuyển Đan Mạch sẽ có thể tạo ra những cái khó khăn nhất định dành cho đội tuyển Anh trong cái trận đấu này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích cái thị trường kèo, xem rằng hai bên đang có những cái tỷ lệ kèo chính ra làm sao. Thì trong lúc này anh em chúng ta đang thấy được đây, thị trường kèo châu Á đang niêm yết cái mức kèo chính đội tuyển Anh đang chấp đội tuyển Đan Mạch 0.75 cả trận đấu này. Thì với cái mức kèo chấp 0.75 này thì đội tuyển Anh phải có được một chiến thắng ít nhất là một bàn thì chúng ta mới có được những cái lợi nhuận nhất định. Hoặc là chúng ta thua, thắng một bàn thì chúng ta ăn nửa, thắng hai bàn chúng ta ăn đủ. Thì với một đội tuyển Anh theo mình đánh giá trong cái thời điểm này hoàn toàn có cơ sở để có được cái một chiến thắng. Một chiến thắng dù là cách biệt một bàn thôi thì họ cũng sẽ mang về lợi nhuận cho anh em chúng ta, đúng không? Về cái thị trường tài xỉu thì chúng ta đang thấy được đây, lúc này nhà cái đang niêm yết tỷ lệ đó là 2.25. Một cái mức kèo không phải là quá cao. Tuy nhiên thì nhìn vào những cái lịch sử đối đầu, những cái trận đấu gần đây thì hai bên đối đầu với nhau rất là ít bàn thắng, tối đa chỉ có quá 2 bàn thắng thôi, và 4 trận đấu liên tiếp đã đổ xỉu rồi. Thì đó là một cái điều chúng ta phải lưu tâm. Còn lại hiệp 1 thì chấp 0.25, tài xỉu hiệp 1 đó là 0.75. Thì trong cái trận đấu này mình sẽ đi vào cái mã kèo đầu tiên, đó chính là mã kèo cực chấp bóng của trận. Cực chấp bóng của trận, đội tuyển Anh vẫn sẽ là đội bóng có nhiều cơ hội mang về chiến thắng cho anh em chúng ta hơn. Họ chấp một hòa thì chúng ta mới phải lăn tăn thôi, chứ còn họ chấp 0.75 thì chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư rồi, hoàn toàn có thể đầu tư cho đội tuyển Anh trong cái mã kèo này. Mã kèo chấp 0.75, một bàn thắng chúng ta ăn nửa tiền, hoàn toàn có nhiều phần trăm khả năng xảy ra. Đó là cái kịch bản có khả năng xảy ra rất là cao rồi. Còn cái mức kèo tài xỉu trận đấu này đang là 2.25. 2.25 thì chúng ta sẽ lựa chọn cửa tài đi, một cái mức kèo không phải là quá cao, không phải là quá cao để chúng ta có thể ngần ngại lo lắng cho cái mã kèo đó. Thì với cái nhận định của mình trong trận đấu này, đội tuyển Anh hoàn toàn sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 này. 2-1 hoặc là 3-0, 3-1, đó là 3 mã vị tỷ số mình hướng anh em chơi cho cái trận đấu này. 3 mã vị tỷ số có khả năng xảy ra rất cao trong cái trận đấu tới đây, thì anh em có thể lựa chọn cho mình những cái mã kèo chính này. Bên cạnh đó một vài những cái mã kèo góc, thẻ hay là những cái mã kèo đặc biệt khác thì mình sẽ lên trực tiếp ở trên nhóm. Đêm nay thì chắc chắn sẽ có nhiều kèo rồi, thì anh em hãy ngay lập tức kết nối qua nhóm để có thể nhận được những cái mã kèo nóng nhất để chơi cho cái kỳ Euro này. Anh em đi qua video thì nhớ ủng hộ cho mình một cách ấn nút like video cũng như là ấn nút đăng ký kênh để tạo thêm những sự tương tác trên kênh của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái trận đấu tiếp theo.